mà làm phim chấm BA rất vui khi được gặp lại các bạn. Và tiếp sau đây chúng ta sẽ được trò chuyện với anh Đức Mạnh, chuyên viên đề xử nhà tắm đến từ tập đoàn đề xử nhà tắm Haas để cùng tìm hiểu nhiều thông tin hơn nữa. Xin chào anh ạ. Khi mà sử dụng đề xử nhà tắm thì không thể tránh phải một số lỗi thường gặp, và trong đó thì có một lỗi đó là lỗi do đèn hỏng, mà đèn thì là bộ phận mà phải nói là quan trọng nhất trong đề xử nhà tắm rồi. Vậy thì anh có thể cho em hỏi là có dấu hiệu nhận biết nào đối với trường hợp mà đèn bị hỏng không ạ? Với cái đèn sửa nhà tắm thì có những cái dấu hiệu nhận biết thông thường sau đây để mình nhận biết được những cái lỗi của đèn sửa nhà tắm. Thứ nhất là bóng không lên, khi bật bóng nó không lên, bóng bị đứt tóc hoặc là đổi màu, màu trắng đục hoặc là màu đen, có nghĩa là bóng đã bị cháy. Đấy, thứ hai nữa là công tắc chập chờn, khi bật nó không lên. Cái tiếp xúc điện trong công tắc nó kém thì nó sẽ không lên điện. Điện không lên thì đèn sẽ không bật được. Thứ ba nữa là bộ nhận tín hiệu không có tiếng kêu. Bộ nhận tín hiệu không có tiếng kêu đối với cái loại mà đèn dùng điều khiển. Thứ tư nữa là cái điều khiển không sáng đèn trong khi mình lắp pin là đúng rồi. Mà khi bấm cái điều khiển nó cái đèn hiển thị báo hiệu nó không sáng. Là cái lỗi đấy có thể làm được thế nào. Ngoài ra là còn những cái một số những cái lỗi khác nữa. Với những cái lỗi đó thì như em thấy một số những cái lỗi đó thì do mình có thể là mình tự trực tiếp mình xử lý được để tránh cái trường hợp bị hỏng đó đúng không ạ? Với những cái lỗi kiểu đơn giản thì mình có thể tự thay thế được. Ví dụ như bóng cháy thì mình có thể đi mua hoặc là mang đến trung tâm bảo hành thay bóng thì nó nhanh. Còn những cái lỗi về bộ điều khiển, bộ nhận tín hiệu ấy, mà nó hỏng ấy thì mình mang qua trung tâm bảo hành để được bảo hành và sửa chữa. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh. Các bạn thân mến, như những gì mà anh Mạnh vừa chia sẻ thì các bạn cũng đã biết được một số dấu hiệu nhận biết khi mà đèn bị hỏng, và cũng có thể là đưa ra những phương án xử lý kịp thời để có thể sử dụng đèn sửa nhà tắm được đúng lúc và phù hợp nhất. Và còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình lần sau. Thank you.